sơ, tính bổn thiện. Trong tất cả mỗi con người chúng ta, ai ai cũng đều có tánh thiện. Nhưng cũng chỉ vì đua chen trong danh lợi hảo quyền, nên mới lạc bước vào con đường lầm lỗi tâm tối. Cũng như trong đoạn phim ngắn này, lương tâm còn lại của phần người trong phút chốc đã kịp thời trỗi dậy. Tòa án lương tâm của tên cướp đã phán xét, hòng tránh đi hậu quả đáng tiếc xảy ra cho những người vô tội.